Lạ thưa sư, có phải các sư thời nay vì vướng bận với chùa chiền nên không thể tu đắc đạo được không ạ? Tại sao các sư không dám buông xả chùa chiền để đi bộ hành khất thực cho nhanh được đắc đạo ạ? Cái ngôi chùa chiền là cái nơi để tu tập. Nhưng mà nếu như một cái người nào mà vướng bận vào cái ngôi chùa chiền đấy thì sẽ là một cái chướng ngại. Nhưng mà với một cái người biết sử dụng cái ngôi chùa chiền đấy để tu tập thì vẫn có thể đi đến cái sự giải thoát, để đi đến cái sự giác ngộ. Thì với cái bất cứ một ai thì vì đã đi tìm một cái con đường giải thoát thì vị ấy rời bỏ cái đời sống thế tục, rời bỏ cái đời sống thế gian, thì vị ấy đi tìm một cái đạo lý để tu tập. Thì vị ấy cần phải từ bỏ cái đời sống ở cái thế tục rồi, thì vị ấy cần phải đi học đạo, đi tầm sư học đạo ở cái nơi nào có giáo pháp, để cho vị ấy học ở cái nơi nào có giáo pháp thì vị ấy thực hành. Thì cái ngôi chùa là cái nơi mà vị ấy có thể đến để tầm sư, đến để học đạo, đến để tu tâm. Cái ngôi chùa ấy, nếu mà một cái có những cái ngôi chùa thì nó phù hợp cho cái việc tu tập, có thể đi đến giải thoát giác ngộ. Nhưng đôi khi cũng có những cái môi chủ, cái ngôi chùa nó không phù hợp. Vậy thì một cái người mà muốn học đạo hay muốn hành đạo hay muốn tầm cầu cái đạo giải thoát thì vị ấy cũng có thể biết lựa chọn đi tìm kiếm những cái ngôi chùa phù hợp. Có những cái ngôi chùa mà vị ấy có thể học đạo hay hành đạo được. Vậy thì ở cái ngôi chùa ấy có thể là cái trường Phật học giảng dạy những cái giáo pháp đi đến giải thoát giác ngộ, thì vì có thể học được những đạo lý, thì cái ngôi chùa ấy là một cái môi trường để cho mình học đạo tu tâm đi đến giác ngộ giải thoát niết bàn. Hay cái ngôi chùa ấy cũng có thể là một tu viện, cũng có thể là một cái môi trường để thực hành những cái pháp thiền chỉ quán. Thì ở những cái ngôi chùa ấy sẽ là một cái môi trường rất là phù hợp để cho mình, để cho một cái người có thể tu tập đi đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cũng có những cái ngôi chùa không có giảng dạy những giáo pháp, hay là không có cái giảng dạy về pháp hành để cho mình có thể thực hành thiền, hay là những ngôi chùa ấy chỉ thuần là phục vụ những tín ngưỡng dân gian. Thì với một cái người mà sống ở trong một cái ngôi chùa mà không có cái điều kiện để học để hành thì sẽ vướng bận. Chỉ có trường hợp là có những người sẽ vướng bận với ngôi chùa của mình, vì cái ngôi chùa ấy có thể là không có chánh pháp, có thể là quá vướng bận vào với những cái tín ngưỡng dân gian. Vì vậy nên Đức Phật chỉ dạy rằng là khi mình đến một cái môi trường nào đấy, một trú xứ nào đấy mà cảm thấy tâm nó an ổn, những cái phiền não bất thiện nó không khởi lên, hay là giới của mình nó được thanh tịnh, mình không phạm những cái lỗi lầm gì, tâm nó được thanh tịnh, nó có thể được an tâm, mình có thể thực hành thiền được và trí tuệ nó có thể tăng trưởng. Thì ở trong cái môi trường ấy, dù rằng cái đời sống có khó khăn, tức là có khó khăn về vật chất, y áo, vật thực, thuốc men nó có khó khăn, thì mình cũng phải bám trụ ở cái môi trường đấy và nghĩ rằng ta đi xuất gia không phải vì y áo, không phải vì vật thực, không phải vì tài sản vật chất, cũng không phải vì đến đây để ngắm cái ngôi chùa đẹp hay xấu, không phải vì đến đây để hưởng thụ đời sống an nhàn ở trong chùa, mà ta đến nương vào cái ngôi chùa này là để học những cái đạo lý, để thực hành những cái đạo đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn, để đoạn trừ phiền não tham sân si. Vậy nơi nào mình có thể thực hành được giới định tuệ thì cái nơi đấy là phù hợp. Hay là cái đến một cái trú xứ nào, một cái ngôi chùa nào, một cái tu viện nào mà mình thấy cái nơi đấy có nhiều cái bất thiện pháp, có nhiều cái phiền não, có nhiều cái tà pháp, hay là
những cái tăng ni Phật tử ở nơi đấy hay có những cái mâu thuẫn chia rẽ, hay có những cái sự bất hòa, đời sống không hòa hợp, không an ổn, không an vui, dễ phạm vào những cái nỗi nầm, tâm thì phiền não tán loạn, không được an, không thể thực hành được giới định tuệ, hay là phải quá vướng bận với những việc đời, với những cái phận sự, với những cái tín ngưỡng dân gian, thì cái môi trường ấy thì không phù hợp. Nếu mà là cái môi trường ấy thì mình có thể nên buông bỏ cái môi trường ấy, dù ở trong cái môi trường ấy nó có thể là nó sung mãn về vật chất, mình có thể nói là ở nơi đấy y áo vật thực dược phẩm sản tọa rất là phong phú, nhưng cái người chân chánh tu tập ấy thì cần nghĩ rằng mình đi xuất gia không phải vì những cái vật chất này, không phải vì cái ngôi chùa này rộng lớn, có nhiều công trình hoành tráng, hay là cái vì cái ngôi chùa này là danh lam thắng cảnh, vì cái ngôi chùa này là cái nơi có nhiều khách khứa thập phương, vì cái ngôi chùa này có nhiều lợi lộc tài lộc, mà mình vì giới định tuệ, mình vì muốn giải thoát khỏi sinh già bệnh chết, hay là vì mình muốn được giải thoát khỏi những phiền não khổ đau, cho nên là mình mới nương tựa cái chú xứ ấy để tu tập. Vậy thì cái ngôi chùa là cái phương tiện để cho một cái người ở đấy để tu tập mà thôi. Vậy thì có những cái ngôi chùa phù hợp thì mình có thể tu tập chứng đắc được đại quả, có ngôi chùa nào nó không phù hợp, mình quá vướng bận vào những cái chuyện tào lao thế sự thì cái ngôi chùa ấy mới đáng để bỏ đi. Còn cái việc buông xả, có những cái người sống ở trong một cái ngôi chùa có thể buông xả, nhưng mà buông xả ở đây không phải là buông xả thể hiện bằng cái hình thức, không phải là buông xả bằng cái hình tướng, mà cái buông xả đây này, buông xả bằng cái nội tâm, cái tâm có sự buông xả. Nếu một cái người có trí tuệ thì cái vị ấy dù có sống ở trong một cái ngôi chùa bằng vàng, chùa vàng tháp ngọc, thì người ta cũng không bị tham ái, không chấp thủ. Nếu cái người đấy mà là cái người có trí tuệ, không có vô minh, thì người ta không tham ái chấp thủ với cái ngôi chùa ấy. Thế thì vị ấy không cần phải buông xả bằng cái hình thức hình tướng, mà vị ấy buông xả cái nội tâm nó tự tại, nó vô nhiễm. Vậy thì những người nào mà có tu tập, có thực hành các cái pháp thiền chỉ quán thì sẽ thấy được tứ đại giai không. Tất cả những cái vật chất trên thế gian này nó chỉ là giả tạo, nó chỉ là những cái hạt phù du, nó chỉ là những cái gọi là những cái bụi bụi trần mà thôi, nó không có cái gì đáng để cho mình tham ái chấp trước, cho rằng đây là ta, là của ta, hay tự ngã của ta. Còn nếu như một cái người mà muốn hưởng thụ những cái dục lạc thì cái vị ấy có thể hưởng thụ ở cái đời sống thế gian. Thế gian có thể hưởng thụ những cái ngũ dục nó còn sung mãn hơn, hoặc là vị ấy có thể tạo những cái phước lành nguyện cầu sinh thiên giới, sinh lên cõi thiên giới thì hưởng những cái phước về tuổi thọ, về dung sắc, về những cái lạc thú thiên giới rất lớn. Nhưng đối với người xuất gia thì vị ấy không còn tham ái đối với những cái tham dục ở thế gian này, và vị ấy cũng không có cái mong cầu hưởng cái dục lạc ở thiên giới, mà vị ấy tu tập vì cái mục đích ni dục, ni tham, ni những cái phiền não. Cho nên là cho dù sống ở những cái ngôi chùa, vì ấy nếu như một cái vị ấy có cái chi kiến, có chánh chi kiến, có chánh niệm, có tỉnh giác, thì vị ấy sẽ không bị vướng bận, không bị vướng mắc. Còn một cái người mà có tham ái, còn vô minh, còn sân si, còn tà kiến, thì dù vị ấy có buông xả chùa, hay buông xả một cái đời sống, buông xả tối thượng, tối cao, vị ấy vẫn không thể giác ngộ, không giải thoát được. Nên là thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo, thì cái vị này sống thì chỉ có tam y nhất bát mà thôi, nhưng mà khi vị ấy chết rồi, vị ấy lại hóa sinh thành một cái con rận lại bám vào cái tấm y đấy, bởi vì
vị ấy chẳng có cái tài sản gì lớn, vị ấy chỉ có mỗi cái tấm y là quan trọng nhất, và vị ấy rất là yêu quý, tham đắm vào cái tấm y đấy. Cho nên khi chết thì vị ấy sinh làm con rận, sinh ở trên đấy, rồi các vị tỳ kheo đem y ra chia. Tức là khi một vị tỳ kheo mất đi thì tài sản của vị ấy là y bát thì đem ra chia. Thì cái vị này đã sinh làm con rận và lúc đấy hô là không được lấy y của tôi, không được lấy y của tôi. Lúc ấy Đức Phật đi đến và Đức Phật nói rằng hãy để cái y này 7 ngày hôm sau hãy chia. Vì cái vị tỳ kheo này đang sinh làm con rận và đang tham ái, đang sầu khổ vì các ông đang chia y của vị ấy. Sau 7 ngày nữa thì vị ấy sẽ sanh thiên giới, thì lúc ấy có thể chia y này được. Thì đấy là một cái tham ái. Dù là một cái người mà có cái còn ái nuyến, còn vô minh tham ái chấp thủ, thì vị ấy có những cái vật nhỏ bé nhất cũng sẽ là chướng ngại cho vị ấy. Rồi trong chuyện cổ Phật giáo còn có câu chuyện là có vị tỳ kheo thì chỉ tham ái với cái bát của mình thôi. Cái lúc gần chết rồi có một vị khác, vị chẳng may làm vỡ cái bát của vị, và vị ấy sầu khổ bất mãn. Vì cái tâm sầu khổ bất mãn chết tái sinh làm con làm mãng xà, và cái tâm vẫn còn oán hận cái vị đã làm vỡ bát của mình, còn định vào để làm hại vị ấy, và đã được Đức Phật hóa độ để hóa giải cái sự dính mắc ấy. Vậy thì một cái người buông xả rồi lại dính mắc vào cái khác, buông xả cái này dính mắc cái kia, nên là Đức Phật dùng cái hình ảnh ví dụ là như một cái khúc gỗ mà được thả ở trên, nó ở trong nước ấy, được thả ở đang trôi trong dòng nước, thì nó không thể dùng để đốt được mà phải vớt nó lên khỏi dòng nước. Nhưng khi vớt lên khỏi dòng nước rồi mà nó vẫn còn đọng nước ở bên trong thì nó cũng không dùng để mồi lửa được. Thì cũng vậy, với một cái người đi xuất gia ra khỏi cái đời sống thế tục rồi, nhờ xong cái đời sống thế gian có nhiều phiền não, rất khó có thể tu tâm làm cho tâm lý được thanh tịnh, cho nên mình đến chùa để đến cái môi trường thanh tịnh. Nhưng mà nếu như trong cái nội tâm mà vẫn còn những cái tham ái, vẫn còn thương nhớ những người thân, vẫn còn thương nhớ vợ con nhà cửa, sắc tài danh vọng ấy, thì nó cũng giống như một cái khúc gỗ mà đã vớt ra khỏi cái dòng sông nhưng mà nó vẫn còn đọng nước ở bên trong, nó không thể bốc, không thể nào phát cháy được. Cũng như vậy, cái khúc gỗ ấy nó cần được làm vắt khô kiệt cái nước ấy đi thì nó mới có thể sử dụng được. Vậy thì với cái người tu cần phải vắt khô kiệt cái tham ái của mình đi. Khi vào chùa rồi tu tập vẫn phải diệt bỏ hết những cái tham ái, những cái dính mắc, những cái vướng bận, nó không còn lưu luyến ở bên trong nội tâm nữa, thì lúc ấy mới trở thành cái sự vô nhiễm, xúc chạm pháp thế gian, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phước lành vô thượng ấy. Đấy là cái sự tu tập là để mình đạt đến cái sự tự tại vô nhiễm như vậy, thì lúc đấy mình không còn ô nhiễm bởi với cái, dù đó là chùa chiền hay dù đó là lợi lộc, hay dù đó là sự cung kính, hay dù đó là cái danh vọng, hay bất cứ một cái gì, mình cũng có thể tự tại được nếu mình đã hết cái tham ái. Còn nếu như mà không hết tham ái thì mình có buông cái này à, thế nó lại ái cái khác à, buông cái này mình lại bám chấp vào cái khác. Vậy nên là thuở xưa ở bên Ấn Độ có cái đạo mà người ta buông xả đến cái mức người ta không mặc quần áo nữa, gọi là đạo lõa thể. Ông còn mặc quần áo thì ông chưa buông xả, sau này vẫn còn dính mắc với y, với áo hay là với y bát này. Như vậy cho nên là cái việc còn tu tập đến cái mức như vậy, buông xả đến cái mức như vậy, không mặc quần áo nữa cho nó khỏi dính mắc, cho nó khỏi tham ái. Rồi các vị ấy sống bằng cái hạnh cực kỳ là kham khổ, như là sống phóng túng, không theo lễ nghi, đi khất thực không chịu bước tới, chỉ đi khất thực một nhà đến bảy nhà, chỉ xin một bát đến bảy bát, thì ăn một miếng đến bảy miếng, một ngày ăn bữa, hai ngày ăn bữa, hoặc bảy ngày mới ăn một bữa. Các vị ấy thậm chí ngủ đứng một chân, co một chân giống như con vịt vậy, hoặc là trồng cây chuối ngủ, tức là tu tập ở một cái mức độ cực kỳ là khắc khổ, cực kỳ là khắc nghiệt. Và các vị ấy cho rằng như vậy là một sự buông xả, như vậy thì mới có thể giải thoát, như vậy thì mới có thể giác ngộ, chứ còn hưởng thụ như vậy là mới đi trái ngược lại với cái đời sống hưởng thụ ngũ dục lục trần ở thế gian.
Nhưng mà thực ra thì các vị ấy buông bỏ như vậy, buông xả như vậy, nhưng nếu không có những cái chánh chi kiến, như là không có thực hành giới định tuệ, tâm không có định tính, thì không thể ni dục ni bất thiện pháp và không thể giác ngộ được các cái chân lý, các sự thật. Vậy thì một người tu tập là để hướng đến giác ngộ các chân lý và các sự thật. Như thời Đức Phật nhập Niết Bàn sau 300 năm thì có một cái vị vua là vua Asoka, là một cái vị hoàng đế rất là nổi tiếng. Vị ấy có một cái tâm rất là cung kính. Khi mà vị ấy được cảm hóa trong Phật Pháp từ một cái vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán, thì vị ấy rất là cung kính chư Tăng. Nhưng mà vị ấy gặp một cái nhà sư nào, vị ấy cũng cúi đầu hành lễ. Và các cái vị quan cận thần thì rất là bức xúc, khó chịu. Nói là ngài không nên tôn kính, tỏ cái lòng tôn kính quá độ với các vị sa môn chọc đầu như vậy. Thì vị hoàng đế này muốn 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 để thức tỉnh giác ngộ cho các quan đại thần, thì vị ấy ra lệnh là hãy đi lấy cho ta 100 cái đầu, đó là đầu ngựa, đầu voi, đầu gà, đầu lợn, đủ mọi các cái con vật, và trong đó có một cái đầu người nữa, để đem ra ngoài chợ bán. Và các vị ấy làm như vậy thì có thể bán được hết tất cả những cái đầu kia, chỉ còn mỗi cái đầu người không bán được. Thì các vị ấy đã trở về và nói rằng là những con bán được hết, chỉ có mỗi cái đầu người không bán được. Thì vua Asoka nói rằng các ngươi thấy chưa, cái đầu người nó rất là hôi tanh, nó vô giá trị như vậy, nhưng trẫm chỉ dùng nó để tạo ra những công đức phước này, cung kính những cái bậc thượng nhân, những bậc tu hành theo chánh pháp của Đức Phật, thì có cái gì là sai trái đâu mà sao lại cấm ta. Từ nay hãy để cho ta được cái sống với cái lòng mộ đạo của ta. Thế rồi vị vua Asoka này có một cái người em trai, thì lại không, cũng rất là phản đối, không có tin tưởng vào Tam Bảo. Nhưng mà vị ấy thì có cái niềm tin với các cái vị noã thể sống khổ hạnh khắc nghiệt như vậy. Rồi một lần vị ấy đi vào trong rừng gặp những cái vị tu khổ hạnh ấy và hỏi rằng thưa ngài, ngài tu cái pháp môn như thế này được bao nhiêu năm rồi? Vị nói rằng tu được 12 năm rồi. Rồi vị em của nhà vua mới hỏi là thế ngài đã đoạn trừ được hết tham dục chưa? Thì cái vị noã thể đấy cảm thấy hổ thẹn và lắc đầu để bỏ đi. Và lúc ấy cái vị em trai của nhà vua A Dục Asoka này nghĩ rằng đấy, người ta tu khắc khổ như thế này, thời gian dài như vậy, buông xả tối đa như vậy, mà còn không đoạn trừ được tham dục, không đoạn trừ được phiền não trong tâm, thì các vị sa môn thích tử, sa môn chọc đầu sống ở trong chùa cao rộng như vậy, nhà cửa to lớn, được Phật tử hộ độ cúng dường như vậy, ăn ngon mặc đẹp như vậy, thì làm sao các vị ấy có thể ni dục được, làm sao các vị ấy có thể chứng đắc được những cái đạo quả thánh nhân được. Thế mà anh trai ta lại mù quáng và sùng tín các vị ấy. Rồi vị ấy luôn luôn phản bác như vậy, và cái vị vua A Dục này đã thức tỉnh giác ngộ em trai mình bằng cái cách đó là nói với cái người em là chúng ta hãy đi ra bờ sông tắm. Rồi khi ra bờ sông, rồi vua A Dục bảo là em hãy ở trong này coi cái long bào cho ta để ta xuống sông tắm. Rồi khi mà vua Asoka vừa đi ra ngoài thì cái vị em trai lấy cái áo long bào nó mặc lên người mình. Thì cũng cái lúc đấy vua Asoka ập vào bắt quả ta và ngươi đã phạm khi quân và cần phải đem ra chém đầu. Nhưng ta sẽ cho ngươi sống 7 ngày vì ngươi muốn làm vua. Ta cho ngươi sống 7 ngày để hưởng thụ đầy đủ những dục nạc. Rồi đến ngày thứ 7 ta sẽ chém đầu. Và cái vị ấy được đưa lên làm vua trong 7 ngày. Thì cứ mỗi một ngày vua Asoka cho người đến nói rằng ngài hãy tranh thủ thời gian để hưởng thụ các dục đi, vì ngài chỉ còn sống được 6 ngày nữa thôi. Rồi đến 5 ngày nữa, 4, 3, 2 ngày nữa, 1 ngày nữa thôi. Rồi đến ngày cuối cùng thì vua Asoka mới đi vào mới hỏi thế hiền đệ đã hưởng thụ thỏa mãn hết các dục chưa? Thì lúc đấy vị em vua nói là thưa đại vương, trong một tuần ấy em chỉ nghĩ đến cái chết, không còn tâm trạng nào để hưởng thụ cái dục nữa. Thì lúc đấy vua Asoka mới nói rằng đối với đệ, cái chết chỉ có một lần,
mà bị nghĩ đến cái chết chỉ một đời một kiếp này thôi mà đã không còn tâm trạng để hưởng dục rồi. Còn đối với các sa môn thích tử, các vị ấy nghĩ đến cái chết trong vô số đời kiếp. Với các vị ấy thì nước mắt còn nhiều hơn nước biển, và những cái vòng luân hồi sẽ là rất nhiều. Và mục đích của các vị ấy tu tập là để đoạn trừ cái khổ đau sinh tử, chứ không phải là để hưởng thụ những cái dục lạc, những cái lạc thú ở trong chùa. Vì vậy cho nên đừng thấy các vị ấy sống ở trong chùa to lớn mà mình nghĩ rằng các vị ấy là những người đang hưởng thụ những dục lạc. Mà vì các vị ấy, mục đích của các vị ấy đi xuất gia là để chấm dứt cái khổ đau sinh tử. Và với một cái người có cái nguyện vọng như vậy, có mục đích như vậy, có mong cầu như vậy, có chân chánh tu tập như vậy, thì dù cái vị ấy có sống trong cái ngôi chùa ấy bằng vàng hay bằng ngọc, thì vị ấy cũng không bị vướng bận, không bị ái nhiễm, không bị đắm nhiễm. Vị ấy không cần phải buông xả, vị ấy sống trong đấy, tu tập ở trong đấy, vị ấy vẫn chứng ngộ được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, tứ thánh đạo niết bàn. Còn nếu như một cái vị mà không có cái mục đích ấy, đi xuất gia không vì cái mục đích là giải thoát khổ đau sinh tử, mà lại đi xuất gia vì cái mục đích đó là vì thấy những cái người sống ở trong chùa ấy, vì hưởng muốn hưởng thụ cái sự an nhàn, vì cái mục đích là muốn giữa đạo tạo đời, thì những cái vị ấy sống ở đâu thì vị ấy cũng sẽ là làm những cái tà pháp tà kiến như vậy. Thì vậy cho nên là còn tùy theo cái từng người, tùy theo cái tâm lý của từng người mà có thể vị ấy vướng bận cần phải buông xả, hoặc là có thể vị ấy sẽ không vướng bận với, và vị ấy cũng không cần phải buông xả. Việc vị ấy sống ở chùa ấy, vị ấy đi bộ hành khất thực để hỗ trợ cho việc tu phạm hạnh, để hỗ trợ cho cái việc tu tập, chứ không phải là cái việc bộ hành đi khất thực mà là cái pháp để đi đến cái sự đắc đạo quả. Đấy, cái việc đi khất thực xin ăn để hỗ trợ cho cái con đường tu tập đi đến giác ngộ đạo quả niết bàn. Vậy thì một cái người cầu đạo thì mình đến một cái môi trường nào đấy mà mình thấy có thực hành giới định tuệ thì cái môi trường ấy sẽ chứng đắc được đạo quả. Cái môi trường nào, ngôi chùa nào mà không có thực hành giới định tuệ thì cái môi trường ấy sẽ có nhiều cái phiền não, nhiều cái bận rộn, nhiều cái rộn ràng, chỉ khác nhau như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con thưa sư, xin nhờ sư giải thích giúp con câu kinh Pháp Cú: tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Bậc tự tu là ai ạ? Cách tạo ra công đức lớn nhất là gì ạ? Tháng tháng vàng, tế tự cả trăm năm, không bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Đấy là cái câu kinh Pháp Cú. Thì vì cái tín ngưỡng ở thế gian thì người ta nghĩ rằng là cầu cúng tế lễ là nó sẽ có phước. Cái pháp tế tự tế lễ này rất là phổ thông, phổ biến từ ngàn xưa cho đến giờ, ở dân tộc nào, quốc độ nào, vùng miền nào cũng vậy. Người ta rất là nặng nề về cái sự tế lễ như thế. Và vì người ta nghĩ rằng tế lễ sẽ có phước, thì cũng có những cái pháp tế lễ nó có phước, nhưng mà cũng có pháp tế lễ vô phước tạo ra tội. Nó còn tùy theo cái tế lễ ấy có phước hay không phước. Thì chẳng bằng trong giây lát cúng dường nên bậc tự tu. Bậc tự tu ở đây chính là Đức Phật. Trên đời này chỉ có hai vị tự tu, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác và Đức Phật Độc Giác. Nếu như một cái người nào đấy mà cúng dường nên Đức Phật thì cái công đức của cái sự cúng dường ấy lớn hơn là công đức tế lễ, tế tự, tức là cúng bái lễ bái. Thì như Đức Phật còn tại thế, nếu như ai mà có nhân duyên mà gặp Đức Phật, chỉ cần đảnh lễ Đức Phật thôi, hay là cúng dường lên Đức Phật bất cứ một cái vật gì của bản thân mình, có thể là cúng dường
hương hoa cúng dường, ánh sáng cúng dường, đèn nước hay cúng dường một cái bữa ăn lên Đức Phật, thì cái công đức của vị ấy lớn vô cùng tận, vị ấy có thể nhờ công đức ấy mà sanh thiên giới hay là làm như, hưởng những cái phước lành ở thế gian này. Còn khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì người ta có thể cúng dường trước hình tượng của Đức Phật, nhưng trước hình tượng của Đức Phật vị ấy cần phải có cái tác ý là Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Vậy thì cái người cúng dường là cúng dường lên cái vô tham, vô sân, vô si. Đấy là tưởng nhớ đến cái đức tánh vô tham, vô sân, vô si. Vì cái tánh không còn tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Cúng dường đến một cái bậc có trí tuệ giác ngộ toàn hảo viên mãn. Đấy là mình đang cúng dường đến cái trí tuệ giác ngộ toàn hảo. Hay là cúng dường lên một bậc minh hạnh túc, đầy đủ đức hạnh và trí tuệ, nên một bậc thiện thệ chỉ nói nên những lời thiện này. Cúng dường nên một cái bậc thế gian giả, hiểu rõ về cái thế giới này. Cúng dường đến một bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, một bậc đã điều phục những người có điều phục. Cúng dường đến một bậc thầy của trời người. Cúng dường một bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Cúng dường một bậc phước lành cao thượng. Vậy thì khi mà cúng dường nên Đức Phật là mình phải hướng đến các ân đức, các đức hạnh của Đức Phật để cúng dường, thì cái phước đấy sẽ lớn, lớn hơn là tế lễ. Như là người ta đem những cái lễ vật, người ta tế lễ trời đất thì không bằng cúng dường lên Đức Phật. Thế là ý nghĩa là cúng dường tạo ra công đức lớn hơn. Còn cái, những cái phước mà tạo ra những công đức hơn, lớn hơn nữa, thì trong kinh vẫn đã có những cái vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật là con hay tế lễ, thì cái việc tế lễ ấy có phước không? Thì Đức Phật cũng trả lời là cái phước ấy nó có, nhưng mà nó không lớn bằng cái hành động bố thí. Một cái người mà biết bố thí thì cái công đức còn lớn hơn là tế lễ. Và vị ấy hỏi là thế cái pháp gì tạo ra công đức lớn hơn là bố thí? Thì Đức Phật dạy là giữ giới. Một cái người nào mà thọ trì tam quy, giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì sẽ có cái công đức còn lớn hơn cả bố thí. Và nếu như bà vị ấy hỏi là cái công đức gì lớn hơn là bố thí, thì Đức Phật dạy là cái công đức thực hành thiền. Nếu một cái người mà có thực hành thiền, nhất là thành thiền tâm từ, mỗi ngày chỉ bỏ ra một cái khoảng thời gian ngắn bằng để mà thực hành thiền tâm từ, thì vị ấy sẽ tạo ra những cái công đức lớn. Hay là thực hành thiền chỉ quán thì cái công đức ấy còn lớn hơn là công đức giữ giới. Thì cái việc tạo ra công đức này có cái mức độ từ thấp đến cao như vậy. Thì cái tế lễ đôi khi nó cũng có công đức nhưng là thấp nhất. Bố thí cũng rằng sẽ tạo ra công đức lớn hơn là tế lễ. Và giữ giới còn tạo ra công đức lớn hơn là bố thí. Và thực hành thiền thì còn tạo ra công đức lớn hơn là giữ giới. Vậy thì cái người nào mà biết thực hành thiền ấy, hàng ngày mình thực hành thiền, đấy là đang tạo ra những cái phước lớn, những cái phước ấy là phước vô lậu, những cái phước ấy có thể đi đến Niết Bàn, chấm dứt những cái khổ đau sinh tử. Còn những cái phước như là tế lễ, cái phước bố thí, phước giữ giới, đấy là những cái phước hữu lậu, những phước ấy không đoạn trừ được phiền não, chỉ hưởng những cái phước lành ở trong thế gian, cái gọi là phước thế gian. Còn cái sự hành thiền là phước vô lậu, thoát khỏi thế gian. Vậy thì cái người thực hành thiền sẽ tạo ra cái công đức lớn nhất trong tất cả các công đức mà một chúng sinh có thể tạo ở cõi thế gian này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử tới ạ. Dạ, con thưa sư, những người ngoại đạo, họ muốn làm suy yếu đạo Phật, nên họ ra sức bôi nhọ, phỉ báng, kích động tăng ni Phật tử mâu thuẫn bất hòa với nhau. Vậy tăng ni Phật tử phải làm gì để đạo Phật không bị suy tàn ạ? Có 7 pháp bất thối chuyển mà Đức Phật đã dạy. Nếu mà áp dụng được 7 cái pháp ấy thì không ai có thể làm cho đạo Phật suy yếu hay suy tàn được. Chỉ có làm cho đạo Phật tăng trưởng, tăng thịnh lên. Thì áp dụng 7 pháp bất thối là tăng ni Phật tử cần phải hội họp với nhau một cách đông đảo và phải hội họp với nhau trong đoàn kết, giải tán trong đoàn kết. Tăng ni Phật tử cần
phải giữ gìn những giới luật đã được ban hành, không được bớt đi và không được thêm vào những cái giới luật mà Đức Phật không ban hành. Đấy là cái pháp bất thối. Thứ ba, nếu mà một cái người giữ nguyên được cái giới luật của Đức Phật như vậy. Đây là cái pháp bất thối thứ tư mà Đức Phật dạy là phải tôn trọng các bậc trưởng lão và thường xuyên phải nghe giáo giới từ các bậc trưởng lão, cung kính, tôn trọng những bậc thầy của tăng chúng, những bậc có trí tuệ. Thì cần phải tôn trọng, cung kính và nghe cái lời khuyên răn chỉ bảo của những bậc trưởng lão, những bậc trưởng thượng, những bậc tôn túc. Mà đấy cũng là làm một cái pháp làm cho Phật pháp càng tăng trưởng, không bị thối chuyển. Và cái pháp nữa là phải đoạn trừ được những cái tham ái dính mắc, sống không được, phải sống ni tham, sống ni dục, sống ni tham. Ni tham thì cần phải thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, quán về cái sự bất tịnh, quán về cái sự vô thường, khổ vô ngã, để không tham ái, không đắm nhiễm, thì sẽ không có bị thối chuyển. Và ưa thích ở những nơi nhàn tịnh, tức là cái pháp bất thối thứ sáu, là ưa thích ở cái nơi nhàn tịnh, tức là phải sống cái đời sống độc cư, tức là phải sống không bận rộn lăng xăng với thế gian, với thế tục, thì tâm mới định tĩnh. Tâm mới định tĩnh thì trí tuệ mới tỉnh táo sáng suốt. Vì ấy có cái đời sống yên tĩnh như vậy thì mới có thể học được pháp một cách thâm sâu, và mới có thể hành được những cái pháp hành một cách thâm sâu. Khi mà có cái trí tuệ thâm sâu về pháp học, pháp hành rồi thì sẽ không bị lung lay, không bị thối chuyển. Và vì ấy cần phải có chánh niệm tỉnh giác, tức là có chánh niệm, có cái tâm định tĩnh, khiến cho những cái vị đồng phạm hạnh chưa đến thì muốn đến, khi đến rồi thì được sống an ổn. Đấy nó gọi là những cái pháp bất thối thứ bảy. Vậy đấy nó gọi là bảy pháp bất thối làm cho tăng chúng được tăng trưởng. Thì vì nguyên nhân Đức Phật dạy ra cái pháp bất thối này là lúc đấy có vua A Xà Thế muốn đi đánh cái nước Bạt Kỳ Vatcha để đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói là ta đã dạy cho cái dân chúng ở nơi đấy bảy cái pháp bất thối, cho nên là các ông không thể đánh họ được. Thì cái vị vua A Xà Thế này mới nghĩ ra cái kế, đó là ta sẽ làm cái kế ni gián, làm cho dân chúng hay là làm cho những cái vị vua quan đại thần ở đấy, người ta mâu thuẫn bất mãn với nhau. Rồi khi người ta mâu thuẫn bất mãn với nhau, họ sẽ nơ là cái việc nước, rồi nước cái điện sẽ đem quân sang đánh. Thì đấy là người ta dùng cái mưu kế như vậy trong chính trị như vậy. Nhưng quân đội người ta hay dùng những cái mưu kế đấy để người ta đi đánh những cái đội quân khác. Thì trong tôn giáo đôi khi có những cái ngoại đạo người ta mà muốn làm suy yếu một tôn giáo khác, thì cũng có thể người ta sẽ kích động làm cho tăng ni Phật tử mâu thuẫn bất hòa với nhau. Nếu mà có sự mâu thuẫn bất hòa rồi là tự suy yếu à. Nếu mà tăng ni Phật tử không có cái sự đoàn kết hòa hợp không, thì không thể trưởng dưỡng đạo tâm, thì không thể làm cho lớn mạnh giáo hội được. Vậy thì cái sự tác động chia rẽ sẽ là cái nguyên nhân khiến cho Phật Pháp bị suy thoái. Như thuở xưa có hai vị tôn giả trong giáo Pháp của Đức Phật là tôn giả Mục Niên và tôn giả Xá Lợi Phất, là đôi bạn chí thân, chí thiết, chí tình, sống với nhau rất là gắn bó từ lúc còn tại gia đến khi đi xuất gia. Và có một cái người này muốn có cái âm mưu là đến chia rẽ hai vị này. Và cái vị này đã đến khi mà có tôn giả đến gặp tôn giả Mục Niên, nói rằng ngài Xá Lợi Phất nói xấu ngài, ngài không bằng tôi. Và khi đến tôn giả Xá Lợi Phất thì lại nói rằng ngài Mục Niên nói xấu ngài thế này thế kia. Thế nhưng mà đối với hai vị ấy có trí tuệ, chỉ nhìn vị này mỉm cười và nói rằng hãy cút đi cái người xấu xa kia. Và với một cái người trí tuệ thì thấy ra được cái âm mưu chia rẽ của người khác và không bị động tâm. Rồi sau đó hai vị ấy gặp nhau và nói rằng đấy, có cái vị đến
thì nói rằng hiền giả nói tôi như thế, tôi nói hiền giả như thế có đúng không? Thì Mục Niên và ngài Sa Lợi Phất đã cười xòa cho qua cái câu chuyện đấy, vì biết rõ là cái âm mưu chia rẽ của cái đối tượng thứ ba. Rồi cái câu chuyện đến tai Đức Phật thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện là không phải chỉ nay mà xưa kia hai vị ấy cũng đã từng hòa hợp với nhau, không thể bị chia rẽ rồi. Đức Phật kể rằng thuở xưa có một con sư tử và một con hổ sống với nhau trong khu rừng nọ, chơi với nhau rất là thân thiết, thắm thiết tình bạn như vậy. Nên là một hôm có con chó rừng nó đến và nó mới xin kết bạn cùng, tôi muốn đến kết bạn cùng với các ngài, thế sẽ là cái người canh gác bảo vệ cho các ngài ngủ được an toàn. Rồi các ngài đi bắt thú rừng về có cái thịt dư thừa để cho tôi dùng, thì tôi sẽ là cái lính canh cho các ngài. Và hai vị ấy, hai con cọp với con sư tử cho chó rừng ở đấy. Rồi một ngày con chó rừng nó đang nghĩ lên một cái suy nghĩ rằng xưa nay ta được ăn tất cả các loại thịt do hai cái con vật to lớn này bắt rồi, nhưng ta chưa biết cái thịt hổ với thịt sư tử nó như thế nào, giờ ta muốn ăn thịt hai con này. Cho nên là chó rừng đã kích động cho hai con này cắn nhau. Và khi hổ đi ra ngoài thì chó rừng lại nói rằng: này anh sư tử ơi, hổ nói xấu anh thế này kia. Rồi khi hổ về thì vì ấy con chó rừng lại nói rằng là anh hổ ơi, sư tử nói xấu anh thế này thế kia, tức là đi nói chia rẽ như vậy để cho hai bên cắn nhau. Thế nhưng mà cả hổ và sư tử lúc đầu thì cũng bị động trong lòng, hai bên là bỏ nhau đi nơi khác chứ không có đánh nhau, không có giết nhau. Nhưng về sau hai vị ấy gặp nhau là làm hòa với nhau thì mới biết rằng đó là cái âm mưu của chó rừng. Đấy là cái câu chuyện nó như vậy. Thì đối với trong Phật Pháp mình cũng thế, nếu như mà có cái ngoại đạo nào đấy, người ta mà muốn làm suy yếu đạo Phật mình thì người ta cũng sẽ chia rẽ bằng cái cách như vậy, kích động cho vị này nói xấu vị kia, động cho vị kia nói xấu vị này, làm cho tăng ni mà bất mãn với Phật tử, làm cho Phật tử bất mãn với tăng ni. Khi người ta chỉ dựa vào một cái chuyện xấu rất là nhỏ mà người ta thổi phồng lên thành một cái chuyện rất là to, rồi khiến cho cái sự hiểu lầm ấy nó tăng trưởng lên, nó lan tỏa rộng ra, khiến cho bên trong bất hòa, bất mãn với nhau như vậy. Thì đấy là cái cách làm cho cái Phật Pháp sẽ bị suy tàn. Và những cái cách đối trị bằng cái cách đó là khi mà có những cái người người ta mạ nị phỉ báng mắng nhiếc ở đây, thì cái này không phải là chỉ thời nay mới có, thời xa xưa luôn luôn có trong Phật Pháp, thời nào cũng vậy, sẽ luôn luôn có những cái thế lực này kia người ta tìm cách chống phá. Mà không phải cõi người này đâu, có thi nếu như mà trong một cái thời mà có chánh pháp, có Phật Pháp chân chánh tu tập, cũng có những cái ác ma người ta còn quấy phá. Mà trong cái bài kinh Hàng Ma số 50 kinh Trung Bộ, Tôn giả Mục Kiền Liên đã từng kể về một cái câu chuyện, đó là thời Đức Phật Kakusanda. Lúc ấy thì Đức Phật có hội chúng tăng đoàn tu tập và có một cái ác ma muốn phá hoại tăng đoàn ấy, và ác ma ấy đã nhập vào những cái người dân ở cái nơi mà Đức Phật và chư tăng thường đi khất thực ấy, và nhập vào cái người thôn trưởng ấy và xúi cái người thôn trưởng, xúi toàn dân là hãy mắng chửi phỉ báng mắng nhiếc các tỳ kheo khi đi khất thực, hãy làm như vậy để cho họ thối tâm, để cho họ thoái tâm, để cho họ, những người chưa đi xuất gia họ không dám đi xuất gia nữa, và những người đã đi xuất gia rồi họ sợ, rồi họ phải bỏ họ về. Đấy là cái ác ý đấy sinh ra từ một cái ác ma, ác ma Dusi đã làm như vậy. Thì lúc ấy Đức Phật biết rằng có cái ác ma đang xúi dân làng, hãy công kích, phỉ báng, mắng nhiếc, chửi rủa, thấp tệ các cái vị tỳ kheo. Vậy chúng ta hãy an trú từ tâm, giải thoát vô lượng vô biên. Cái pháp hành thiền tâm từ để giữ vững được cái tâm không bị dao động trước cái sự công kích, phỉ báng, mắng nhiếc, đó là hãy ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm trước mặt, vì ấy nhắm mắt lại, vì ấy hướng tâm đến tất cả chúng sinh, phía đông, tây, nam, bắc, trên dưới,
bề ngang khắp thảy phương xứ với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên. Vì ấy niệm rằng cầu mong cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Niệm như vậy, mình phải trong tâm mình phải hình dung ra hình ảnh của tất cả những người mình kính thương, những người bình thường và những người đang công kích mạn thị phỉ báng oán ghét mình này, và khởi lên cái tâm mong muốn cầu mong cho họ được an vui thoát khổ đau, an vui hạnh phúc, cầu mong họ thoát khổ thân thoát khổ tâm, cầu mong họ an vui hạnh phúc. Hãy niệm niệm như vậy, và các vị tỳ kheo tưởng niệm như vậy thì khi đi ra ngoài đường, dân chúng người ta có mạn thị phỉ báng mắng nhiếc, dùng những cái lời thô tục chửi mắng, thì tâm các vị ấy vẫn bất động, vẫn an nhiên tự tại. Đấy là cái cách để chống lại cái sự phỉ báng mắng nhiếc công kích của những cái thế lực ác ma hay là những thế lực ngoại đạo. Không phải là ác ma người ta phá, nhưng có thể là ác nhân người ta cũng phá. Đấy, có những người ác nhân, có những người ác ở cõi người thì người ta cũng phá. Như thời Đức Phật mà có một cái bà hoàng hậu này, bà có ác cảm với Phật, bởi vì khi xưa có cha mẹ bà ấy muốn gả cho bà cho Đức Phật, thì Đức Phật mới bảo là cái thân thể ô uế bất tịnh, ngay đến cái móng chân của ta không muốn chạm vào, đừng nói người ta còn ưa thích những cái nữ sắc hôi thối này. Và cái câu nói đấy khiến cho cái bà này bà ấm ức, nên khi bà đi kết hôn với nhà vua, bà trở thành một cái vị hoàng hậu của vua Udani. Và khi Đức Phật đi giảng pháp đến đấy, rồi bà cũng thuê cả một cái đội quân ra để bị mạ nị phỉ báng mắng nhiếc Đức Phật, nhưng Đức Phật vẫn an nhiên tự tại và chúng tăng đúng không? Với cái an trú trong tử tâm hoặc an trú trong tâm bi. Ta ý là tất cả chúng sinh ở trên đời này là những chúng sinh khổ đau, còn vô minh, còn tham ái, còn sinh tử khổ đau. Cho nên là vì những phiền não khổ đau, sau này họ bị với những ác ý như vậy thì họ sẽ phải đọa vào những cõi khổ đau, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, là những nơi mà tương lai họ sẽ đi đến. Vì vậy cho nên khởi lên cái lòng bi mẫn thương tưởng đến những chúng sinh mà đang mạn thị phỉ báng như vậy, thì đấy là cái tâm bi khởi lên. Thì đến khi người ta có mạn thị phỉ báng, mình vẫn tự tại, không bị động tâm. Hoặc là khởi lên tâm hỷ, cầu mong cho họ được an lành, không phải xa lìa những cái thành tựu mà họ đạt được. Hoặc là khởi lên tâm xả, đó là cầu mong họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Với cái bốn pháp từ bi hỷ xả này thì sẽ có thể vững vàng tự tại, không bị phiền não, không sân hận, không oan trái, không oán thù, không sợ sệt, không bất an, không sầu bi ưu não, tự tại trước cái sự chống phá của ác nhân hay của ác quỷ, ác thần, ác ma. Thì người ta có phỉ báng đến đâu vẫn an nhiên tự tại được. Đấy là một cái cách để hóa giải được cái sự phỉ báng của người đời. Và khi mà cái vị ác ma này thì thấy rằng dù có xúi dục người ta mạ nị phỉ báng như vậy, nhưng mà những cái vị tu hành ấy không bị động tâm, không bị thoái chuyển, không bị no nắng bất an, thì vị ấy lại dùng cái phương kế thứ hai, đó là xúi dục dân làng cúng dường thật nhiều, cúng dường thật nhiều những món ăn ngon, cúng dường thật nhiều y áo, cúng dường sung mãn về vật chất, về vật thực, với hy vọng nghĩ rằng các vị ấy sẽ đắm nhiễm, sẽ khởi lên tâm tham, tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham những cái vật chất này, rồi các vị ấy sẽ bị thoái đọa, thoái chuyển, rồi đến một lúc nào đó các vị ấy khởi lên tâm tham dục, rồi các vị ấy không tu được nữa, các vị ấy sẽ hoàn tục trở về đấy, với cái ác ý, với nghĩ nghĩ như vậy. Thế thì lúc ấy Đức Phật biết được cái ý nghĩ như vậy, một cái mưu mô như vậy, thì Đức Phật dạy các cái vị tỳ kheo là hãy chú tâm quán bất tịnh, hãy quán cái thân này là bất tịnh, ba hai thể trược, hãy quán thức ăn là bất tịnh, hãy quán về xác chết, hãy niệm tử thi, hãy niệm sự chết trên mình. Thì cái quán mà nó để nó ni tham rất là cao độ, đó là quán về xác chết. Vì ấy có thể hãy ngồi thiền nhắm mắt và tưởng nhớ đến xác chết, niệm xác chết bất tịnh, xác chết giỏi bọ, xác chết phình trương, xác chết tan rã, xác chết bất tịnh như vậy. Rồi vì ấy niệm sự chết trên mình, chắc chắn là sẽ chết. Thường xuyên niệm như vậy là nó ni tham. Thì khi đã niệm như vậy thì dù vị ấy có dùng những cái vật thực ngon, vị ấy cũng không tham với những cái vật thực. Dùng y áo đẹp, vị ấy cũng không tham với y áo. Dù vị ấy có sàng tọa nhà cửa đẹp, vị ấy cũng không tham với nhà cửa sàng tọa gì cả. Hoàn toàn ni tham, tuyệt đối ni tham, không còn tham ái, không còn tham đắm gì cả. Vì vậy cho nên nhà Phật có những cái pháp môn để đối trị
đối trị với lại những cái những hai cái cạm bẫy ở đời. Một là cái sự lợi dưỡng đắc cung kính, nếu như ở một cái sống ở trong cái thời nào đó nó quá sung mãn về lợi dưỡng cung kính về vật chất thì phải luôn luôn chú ở trong cái tâm quán về sự bất tịnh, quán về cái xác chết, quán về sự chết trên mình, hay quán tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó chỉ là tứ đại, là vô thường, là giả tạm, thì sẽ không còn tham ái, không đắm nhiễm vào những cái tài sản vật chất với cái sự nợ dưỡng đấy nữa, thì nó sẽ không làm chướng ngại, vì ấy vẫn có thể tiến hóa trên đường tu đạo, không có chướng ngại gì. Và nếu như sống ở cái thời nào là cái thời mà con người người ta ác ý nhiều, người ta có thể tấn công phỉ báng ấy, thì phải an trú thiện vào tâm từ với cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng vô biên như vậy, thì sẽ đứng vững được. Người an trú ở tâm từ như vậy thì khi người ta mắng giống như là mắng vào ở trên hư không vậy, không có ảnh hưởng gì hết. An trú tâm từ sẽ đạt được cái sự kham nhẫn như đất, trên đất người ta có thể dẫm đạp, người ta có thể đổ những cái chữ tịnh hay bất tịnh, ô uế phân nước tiểu, đất không than vãn, không có sân hận, không bực bội, nhẫn như nước. Dù người ta có tẩy rửa những vật ô uế gì đấy thì nước cũng không bị dao động, không phiền hà. Nhẫn như nửa có thể đốt cả những vật tịnh và bất tịnh mà không có than phiền oán trách. Hay là nhẫn như gió có thể cuốn cả mùi thơm mùi thối đi thì gió cũng không có cái sự bất an hay sầu khổ gì. Thì đấy là cái thực hành thiền tâm từ sẽ đạt được cái sự tự tại như vậy. Thì đấy cũng là những cái pháp để an trú. Nếu như một người tu tập có cái pháp để an trú, có thực hành thiền chỉ quán, thì không ai có thể chống phá, không ai có thể làm cho động tâm, không ai có thể làm cho vị ấy hoảng hốt, hoảng sợ được. Thế là đối với tăng ni mà bị phỉ báng vậy như thế. Còn đối với Phật tử ấy, mà muốn không bị dao động tâm thì cần phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Niệm Phật ấy thì vị ấy không phải là vị ấy niệm tên Đức Phật đâu, mà vị ấy phải niệm ân Đức Phật. Vị ấy phải niệm ra kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì ấy cần phải thực hành cái chánh niệm tỉnh giác, đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luận ngày hay đêm tưởng Phật Đà thường niệm. Khi mà đã niệm ân Đức Phật một cách thâm sâu, sâu sắc, thì vì ấy không bao giờ thoái chuyển niềm tin, sẽ giữ vững được niềm tin dù ai có nói gì, vì ấy không bao giờ mất niềm tin vào Phật. Thứ hai nữa, vì ấy cần phải niệm ân Đức Pháp, ấy cần phải tưởng niệm là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, vượt khỏi thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Khi mà niệm đến các ân Đức Pháp với cái trí tuệ thể nhập, với chánh niệm tỉnh giác như vậy, thì có niềm tin tuyệt đối vào giáo Pháp và sẽ phân biệt được đâu là chánh Pháp, đâu là tà Pháp. Vì ấy không bao giờ tin tưởng vào những bị dẫn dắt bởi những tà pháp khác. Vì ấy cần phải niệm ân Đức Tăng. Niệm ân Đức Tăng đó là vì ấy hướng đến những bậc thánh tăng đã giác ngộ giải thoát, và niệm là thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, chân chánh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, giải thoát tục trần là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, hướng đến chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn như vậy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được tiếp rước, là phước điển vô thượng ở đời. Đấy là cách niệm ân Đức Tăng, thì vị ấy sẽ có cái niềm tin bất động tuyệt đối vào chư Tăng. Còn đối với tin Phật thì là tuyệt đối, tin Pháp tuyệt đối. Còn tin Tăng thì vị ấy không có đặt niềm tin riêng vào một vị nào. Một vị Tăng có thể hôm nay tốt, ngày mai xấu. Có thể hôm nay xấu, ngày mai vị ấy tốt. Vị ấy có thể luôn luôn có sự thay đổi. Hôm nay có thể vị ấy phạm giới, nhưng mà vị ấy sám hối, ngày mai vị ấy trở thành một cái vị thanh tịnh giới. Hôm nay vị ấy có thể là một phàm tăng, nhưng ngày mai vị ấy có thể là một thánh tăng. Lúc này vị ấy có thể trở thành một người hư hỏng, nhưng mà vị ấy có thể hồi đầu, quay đầu tỉnh ngộ, mà vị ấy có thể trở thành một cái bậc giác ngộ giải thoát.
Khi mới tu tập vị ấy còn nhiều những cái nỗi lầm, nhưng khi vị ấy nghiêm túc tu tập, chân chánh tu tập, vị ấy sẽ trở thành cái bậc thánh nhân giải thoát được. Vậy nên là có bốn thứ là không được coi thường ở đời, đó là ngọn lửa nhỏ không được coi thường, con rắn nhỏ không được coi thường, hoàng tử nhỏ không được coi thường, một chú tiểu nhỏ không nên coi thường. Vậy cái người nào mà phỉ báng mắng nhiếc, cứ nói những cái câu như là sàm tăng ma tăng, như trên mạng hay nói câu đấy rất là tội. Thì tăng ở đây chỉ chung cho tất cả các bậc thánh tăng từ quá khứ đến bây giờ, tức là có cả những vị thánh nhân như là Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, nếu là những vị tăng, tăng là chỉ chung như có tăng quá khứ, tăng hiện tại, mà những vị nào chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, hoặc những vị đang trên cái con đường đi đến chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, thì vị ấy mới được gọi là tăng. Tăng ở đây là chỉ cho những bậc tu hành chân chính, còn những cái vị mà không chân chính thì vị ấy có thể có hình tướng như vậy, nhưng mà vị ấy chưa thành tựu được cái ân đức của tăng. Nên là đấy là cái người mạn nghị phỉ báng đối với người tu sẽ tạo ra những cái tội lỗi lớn, sẽ tạo ra những cái sự bất hạnh lớn. Nên là cần phải có sự niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng như vậy thì giữ được cái niềm tin, không bị sự chia rẽ, không sinh ra cái sự mâu thuẫn. Đấy là giữ được cái tâm tự tại, an nhiên, không động, không sầu trước những cái chuyện tốt xấu, khen chê, yêu ghét ở cuộc đời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân ạ. Dạ, con thưa sư, sư có nghĩ trò cầu cơ là hình thức giao tiếp giữa người sống và người chết hay thế giới tâm linh không ạ? Con xin tóm tắt ạ. Cầu cơ là cái gì sư cũng không có biết, mà những cái liên hệ người sống người chết như nên bồng, nên cốt, nên móng này nè, những cái trò đấy không nên tìm hiểu, không nên tin tưởng, không nên thực hành, không nên thân cận. Đó là những cái mình nên tránh xa để tránh rơi vào những mê tín tà kiến. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Meta. Dạ, thưa sư, khi hành thiền, có vị thấy ánh sáng và quan sát ánh sáng, có vị chỉ lạy. Khi thấy ánh sáng chỉ nhận biết rồi quay về đề mục chính không quan sát ánh sáng, có vị nói quan sát ánh sáng giữ được càng lâu càng tốt. Nếu giữ được ánh sáng khoảng 2 tiếng thì sẽ được sơ thiền. Xin sư chỉ dạy cho con nhận biết ánh sáng rồi quay về đề mục chính hay quan sát ánh sáng, cách thực hành nào đúng ạ? Nếu là thực hành thiền hơi thở thì khi chánh niệm sung mãn thì sẽ xuất hiện ánh sáng, lúc đầu tiên mờ mờ, sau đó trắng, sau đó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thì cái lúc đầu ánh sáng nó chưa vững chắc, cứ tiếp tục quan sát hơi thở, chứ không được quan sát ánh sáng đấy sớm. Thì quan sát hơi thở liên tục 1, 2, 3 tiếng, mà ánh sáng đó cho đến khi nào nó có thể liên tục được như vậy 1, 2, 3 tiếng rồi mà không gián đoạn, càng lúc càng rực rỡ sung mãn lên, thì những cái thời sau đó mới được chuyển sang quan sát ánh sáng, chú tâm trên một cái điểm ở trước mặt, ở trên cái ánh sáng ấy, mà vẫn có thể duy trì ánh sáng đấy được 1, 2, 3, 4 thời, thậm chí là suốt đêm, suốt ngày, không liên tục, không gián đoạn ấy, thì lúc ấy mới vào được tầng thiền, mới vào được an tịnh, lúc đấy mới vào được sơ thiền, lúc đấy mới có thể kiểm tra được các chi thiền. Khi nào thấy năm thiền chi nó xuất hiện, nó đè nén, chế ngự được năm triển cái, tầm nó đè nén được hôn trầm thụy miên, tứ đè nén được hoài nghi, hỉ nó đè nén được sân hận, nạc đè nén được phóng dật, và định đè nén được tham dục rồi. Thì khi mà năm vào được sơ thiền rồi thì sẽ không còn năm triển cái, tham dục, hôn trầm thụy miên, trạng hối hoài nghi nữa. Thì phải có một thời gian công phu rất là thâm sâu thì mới thực hành được như vậy. Vậy lúc đầu ánh sáng xuất hiện thì nằm nơ không có quan sát, và cứ tiếp tục quan sát đề mục của mình và chờ cho ánh sáng đấy nó vững chắc mạnh mẽ liên tục rồi thì lúc đấy mới được chú trên cái quang tướng ấy. Thì dần dần mới vào được cái an chỉ định, tức là vào được các tập thiền như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi. Dạ, bạch sư, nếu thuộc cộng đồng LGBT thì có được làm tu nữ không ạ? Là cộng đồng đồng tính và chuyển giới ạ. Với người
đồng tính thì trong luật của Đức Phật thì người đồng tính dù là nam hay nữ không được xuất gia, xuất gia không thành tựu. Vì vậy nên có làm tu nữ cũng không 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 được, và vì tu nữ cũng là người xuất gia nên chỉ làm cư sĩ thôi, làm cư sĩ tu tập thôi. Vì người đồng tính tu không chứng được các pháp thượng nhân, cho nên là chỉ tạo phước để kiếp sau không còn là người đồng tính nữa mới xuất gia nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, thưa sư, nghiệp có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Xin sư giảng cho con hiểu một số câu sau. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy, ý làm chủ các pháp, như vậy có phải là khi tạo nghiệp bằng ý sẽ có hậu quả nặng nề hơn cả? Đúng không ạ? Khi mà thân mình làm một cái việc gì đó, nhưng mà do ý điều khiển, có sự chủ động, có sự cố ý thì nó sẽ tạo ra nghiệp. Còn nếu như là vô tình thì nó không tạo ra nghiệp. Như là khi mình đi vô tình mình dẫm chết những con côn trùng thì nó không tạo ra nghiệp sát sinh gì cả. Nhưng nếu mình cố ý dẫm đạp nó cho nó chết là tạo ra nghiệp sát sinh. Thì đấy là cái ý nghiệp mà khi cái lời nói cũng vậy, mình chủ động nói những cái lời lành hay chủ động nói lời ác thì cái lời nói của mình do điều khiển của ý thì nó sẽ tạo ra thiện ác nghiệp khác nhau. Còn có những lúc cái lời nói hay những cái hành động ấy nó chỉ là khởi lên ở trong ý nghĩ nhưng nó chưa bộc phát ra ngoài, thì lúc ấy nó là ý nghiệp chứ nó không có thân nghiệp, không có khẩu nghiệp. Thì nó là ý nghiệp, nhưng có những ý nghiệp thì rất là nhẹ, nhưng có những ý nghiệp thì rất là nặng. Như là cái ý nghiệp đấy, có những người người ta có cái tâm sân hận, oán hận rất lớn nhưng người ta không bộc phát ra thành lời nói hành động, nhưng vì cái tâm ấy nó được dồn nén lâu ngày nó cũng sẽ tạo ra một cái ác nghiệp lớn, chứ không và đến vấn đề này cái quả báo của cái ý nghiệp đấy chứ không phải là không. Nhưng mà có những cái nghiệp thì nó bộc phát ra thành cái hành động bên ngoài rồi thì nó sẽ để lại cái hậu quả lớn hơn. Cái này nó cũng còn tùy theo cái việc ấy là việc gì mà căn cứ vào đấy mới nhận định được cái gì lớn cái gì nhỏ. Nhưng dù sao thì cái ý nghiệp nó vẫn là cái chủ đạo nhất, quan trọng nhất, nó vẫn là cái nguyên nhân chính nhất để tạo ra những thiện nghiệp và ác nghiệp, dù đó là ở thân hay khẩu. Cái nghiệp gì đi kèm với ý tốt thì nó là nghiệp tốt, đi kèm với cái ý xấu thì nó sẽ là nghiệp xấu. Dạ, con thưa sư, con thấy trong giới sát sinh thì chỉ khi có hành động cướp đi mạng chúng sinh thì mới tạo tội gây nghiệp sát. Con chỉ có ý nghĩ giết một ai đó mà không có hành động sát hại thì không tạo nghiệp sát. Thực tế trong đời sống thế gian, khi có mâu thuẫn nặng nề giữa hai người thì việc người này có ý nghĩa muốn giết người kia để trả thù, thỏa mãn cơn giận là rất lớn. Trong trường hợp này không tạo nghiệp sát. Như vậy có đúng không? Đúng rồi, cái trường hợp đấy vì mình có ý nghĩ nhưng mình chưa thực hiện cái ý nghĩ ấy, cho nên là với cái người mà chưa thực hiện thì cái ý đấy, cái nghiệp đấy nó còn nhẹ. Còn với người mà đã thực hiện rồi thì cái nghiệp đấy nó sẽ nặng hơn. Thì cái đấy là đương nhiên, vì cái việc hành động đấy của mình nó đã thành tựu do mình đã hành động. Còn mình chưa hành động thì nó chưa thành tựu, cho nên cái nghiệp nó yếu hơn. Thì cái này, đấy là lẽ đương nhiên. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp từ hình đại Hà Đình Hải ạ. Là thưa sư, con có đọc một bài giảng về giới, trong đó con nói về bốn đặc tính của giới như sau: một, trạng thái của giới là thu thúc; hai, phận sự của giới là lìa bỏ bất thiện; ba, thành tựu của giới là thân nghiệp khẩu nghiệp thanh tịnh; bốn, nhân của giới là có tàm và úy. Con thấy ở đặc tính thứ ba, thành tựu của giới là thân nghiệp khẩu nghiệp thanh tịnh, như vậy ở đây cũng không nói thành tựu ý thanh tịnh. Trong phần trình bày trên, con thấy sự tạo nghiệp của ý là không quan trọng, nó mâu thuẫn với điều Phật dạy ý làm chủ các pháp. Xin sư giảng cho con hiểu đúng các điều trên ạ. Cái pháp thì nó có thấp có cao, còn ở cái pháp giữ giới cũng cần có ý thì nó mới ý mình chủ động giữ giới. Mình chủ động giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, đấy là thân được thanh tịnh. Không nói dối thì đấy là khẩu được thanh tịnh. Nhưng mà cái ý vẫn chưa thanh tịnh được. Tức là mình có cái ý nghĩ sát sinh nó vẫn khởi lên nhưng mình không sát sinh. Thì mình vẫn không phạm giới về thân. Nhưng mà lúc ấy tâm vẫn ô nhiễm.
cái ý muốn nói những lời nói dối, nhưng vì mình lấy giới mình chế ngự lại, cho nên là cái khẩu của mình nó thanh tịnh nhưng ý vẫn ô nhiễm. Vậy thì cái việc giữ giới là vậy, giữ giới thì sẽ thanh tịnh ở thân, ở khẩu, đấy là ở cái mức độ thấp nhất. Vậy thì muốn thanh tịnh nữa thì cần phải hành thiền định, thì chế ngự được những cái pháp bất thiện ấy. Thì khi mà có được cái định tâm rồi, lúc ấy giới lại cao hơn một bậc nữa, nó không còn cái ý muốn sát sinh, thì đương nhiên vị ấy sẽ không sát sinh, không làm những cái việc tội lỗi nơi thân khẩu. Và khi tâm đã được thanh tịnh thì thân khẩu lại thanh tịnh ở một bước cao hơn nữa. Và khi mà thực hành thiền quán để đoạn trừ được tất cả những tâm bất thiện ấy rồi, cắt đứt được những tâm bất thiện ấy rồi, thì lúc ấy tâm lại trở nên thanh tịnh tuyệt đối, chí kiến tuyệt đối, thì lúc ấy thân và khẩu không thể nào làm những việc bất thiện được nữa. Vậy thì nó có những cái sự thanh tịnh hóa từ thấp đến cao như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trần Văn Tú ạ. Dạ, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ở chùa Phúc Minh ăn chay hay ăn tam tịnh nhục, con lớn tuổi có thể đến chùa sư để tu tập được không? Con có thể ngồi trên ghế trong quán lờ thiền tập được không ạ? Ở chùa Phúc Minh thì chủ yếu là ăn chay, còn ai muốn ăn tam tịnh nhục thì vị ấy phải tự tự dùng thêm. Vì ấy có thể là tự mình dùng riêng, dùng thêm thì đấy là tùy tâm. Còn người đến hành thiền thì ai cũng được, ai cũng có thể đến được, ai có tâm nguyện, nguyện vọng muốn thập thiền. Nhưng mà phải có đủ sức khỏe, vì cái thời khóa hành thiền rất là miên mật, từ 4 giờ sáng đến 9, 10 giờ đêm một ngày phải ngồi thiền từ 8 đến 10 tiếng liên tục, chánh niệm tỉnh giác liên tục, im lặng tuyệt đối, không dùng điện thoại, tất cả mọi thứ phải gửi lại, và có đủ sức khỏe để thực hành được thì cứ đến tham gia. Nếu mà cam nhẫn được, tinh tấn thực hành được bao nhiêu thì tùy theo khả năng, và vẫn có thể tiếp nhận mọi người đến tu tập. Ngồi trên ghế cũng được, có những người bệnh mà ngồi ở dưới không được thì có thể ngồi trên ghế cũng được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Huỳnh Thanh Nhàn trên YouTube ạ. Dạ, kính bạch sư, thế nào là tự lực, thế nào là tha lực ạ? Tự lực là tự mình thực hành. Những người mà thực hành giới định tuệ này, thực hành thiền là đang tự lực mình đi đến giác ngộ, tự mình đi đến cái sự tấn hóa cho bản thân mình, tự mình đi đến giác ngộ giải thoát. Còn tha lực là những người mà người ta cầu nguyện, người ta cầu mong ai đó ban cho mình một cái gì đó, thì đấy là tha lực. Vì có những người người ta thực hành cái pháp tu luyện như là tu luyện thần chú, người ta chú nguyện rằng mong là có một cái vị thần linh nào đó sẽ đến để giúp mình làm một cái việc này hay việc kia, vị ấy liên thông liên hệ với các đấng thần thánh này khác để làm những cái việc khác thường, những cái việc không bình thường, thì đấy được gọi là cầu tha lực, mong cho có người khác hỗ trợ giúp đỡ mình. Giống như người đời này có những cái việc mình muốn mong người khác cùng hỗ trợ mình, giúp mình, có người giúp mình, đấy là đang có tha lực. Thì cũng vậy, có những đấng thần linh mà có những người người ta muốn nhờ những đấng ấy ban phát tài lộc cho mình thì đấy là tha lực. Còn những người nào tự mình gieo ra những cái nhân tạo ra cái phước thì đấy là tự lực, tự mình tu tập để đi đến cái giải thoát thì đấy là tự lực. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả gửi trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, trong một thời thiền khi vọng tưởng nhiều, con đếm số hơi thở, khi ít vọng tưởng con lại không đếm nữa. Việc thay đổi như vậy có đúng pháp không ạ? Con xin chia sẻ. Rồi, đếm một thời gian ngắn thôi, nếu như có nhiều vọng tưởng quá thì dùng con số đếm để đối trị cái vọng tưởng ấy, cho tâm hướng đến con số cho nó bớt suy nghĩ mông lung. Khi tâm đã nắng lại rồi, bớt suy nghĩ mông lung rồi thì bỏ cái đếm đi, và chỉ biết cái đặc tính của hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Thì khi mình bỏ con số đi, nó bớt dựa vào khái niệm, tâm sẽ an hơn, định hơn, định tĩnh thâm sâu hơn. Nên chỉ dùng cái cách đếm ở cái lúc đầu. Những người nào quen rồi thì không cần đếm nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Huê Trần ạ.
Dạ, con kính thưa sư, trong bài kinh chim cút có câu: có cánh không bay được, có chân không thể đi, cha mẹ đã bỏ ta. Dạ, xin sư giải thích cho con hiểu ạ. Cái bài kinh con chim cút là vì Đức Phật nói lại về tiền thân của Ngài. Lúc ấy Ngài sinh làm con chim cút, nhưng mà con chim cút này bị niệt, không bay được, không đi lại được, và cha mẹ đem thức ăn về nuôi Ngài ở trong tổ thôi. Thì lúc đấy thì có một cái trận cháy rừng dữ dội. Thì lúc ấy ngọn lửa bốc lên rồi khiến cho chim bố mẹ cũng sợ quá bay đi, chỉ còn một mình Ngài. Vì lúc đấy Ngài là chim cút, nhưng mà Ngài là một vị Bồ Tát, cho nên Ngài vẫn biết mình là Bồ Tát, Ngài có những ba la mật. Chẳng qua là cái kiếp ấy do một cái nghiệp xấu Ngài sinh làm con chim cút vậy thôi. Cho nên Ngài đã dùng những cái nguyện lực của mình, Ngài hướng tâm đến các ba la mật mà mình đã tạo, các công đức phước lành mình đã tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp, và Ngài phát lên một cái lời nguyện thề chân thật rằng là có cánh ta không thể bay, có chân không thể đi, cha mẹ đã bỏ ta, nửa ơi hãy tránh xa. Đấy là Ngài nói lên cái lời đấy là lời chân thật. Ta vì cái hạnh chân thật của Ngài có cái uy lực lớn, cho nên khiến cho ngọn lửa đã tránh xa ra 16 tầng, không làm hại Ngài, không thiêu đốt Ngài. Và chính cái nơi đấy, vì cái lời nguyện cầu chân thật của Ngài như vậy, trong cái khoảng đất ấy cho đến hết đại kiếp này không bao giờ bị lửa cháy nữa. Và cái hôm ấy thì Đức Phật và chúng tăng đang đi qua khu rừng ấy thì có cái vụ cháy rừng. Và lúc ấy Đức Phật đến đứng ở một cái khoảng đất trống ấy. Và lúc ấy các vị tỳ kheo thì no nắng đến bảo sao Đức Phật đứng đây, chạy chạy không có lửa cháy đến nơi. Thì lúc ấy các vị tỳ kheo khác nói là Đức Phật đã đứng đây, chúng ta cứ đứng theo Đức Phật, chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Đức Thiện Thế. Vì Ngài đứng đây thì chúng ta cũng đứng đây. Và một lúc sau thì ngọn lửa cháy đến gần đấy, nó tự động nó tắt rụi, trong một cái khoảng 16 tầm là không lửa không cháy được. Lúc ấy các tỳ kheo mới hỏi Đức Phật duyên cớ, thì Đức Phật mới nói nên cái duyên cớ là như vậy, vì cái thời một cái kiếp xa xưa ta là một con chim cút ở nơi đây, và ta đã phát lên một cái lời nguyện thề chân thật như vậy, cho nên cái uy lực của cái lời nguyện thề chân thật ấy sẽ có cái tác dụng cho đến hết đại kiếp này, và cái khoảng đất này sẽ không bao giờ bị lửa đốt cháy. Vì đấy cho nên có cái bài kinh hộ trì con chim cút là vậy. Những ai mà sợ hỏa hoạn, những ai mà sợ bị cháy nhà ấy, thì hãy thọ trì tụng đọc cái bài kinh ấy sẽ có cái oai lực để mình tránh cái hỏa hoạn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đỗ Thị Hậu ạ. Dạ, con thưa sư, bác Nguyễn Phú Trọng là chính trị gia, nhưng con thấy sự ly dục ly tham của bác rất đáng kính. Bác giống như người tiền kiếp đã tu theo Phật giáo, thì điều đó có phải không ạ? Nếu là có rất nhiều những vị làm lãnh tụ mà là những vị Bồ Tát, chúng ta phải đọc chuyện tiền thân Đức Phật sẽ thấy rằng trong rất nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật từng làm vua, từng làm những vị đứng đầu quốc gia, hầu như nhưng vì cái công đức phước lành của Ngài rất là lớn, và những người mà người ta làm lớn như vậy là cái phước rất là lớn, và những cái phước rất lớn là những phước do đã tạo những cái công đức nhiều đời nhiều kiếp mà ra. Và những cái người mà làm mà không tham, làm những cái việc ấy mà vô nhiễm, đấy là giữa ở cái cuộc đời này mà không đắm nhiễm, không ô nhiễm ở cuộc đời, thì đấy là một cái người đã thực hành được những cái pháp ni tham rất là cao. Những cái người nào mà bây giờ mình cứ hay quán về vô thường này, quán về phổ, quán về vô ngã, hoặc là quán về cái sự bất tịnh, những người mà luôn luôn quán về sự bất tịnh nhỉ, hay quán về vô thường, khổ, vô ngã, dù có sinh ra ở cái cõi người này, dù có làm đến bất cứ một cái gì bị ấy cũng ni tham, không tham đắm, hay là sinh ra ở cõi trời cũng không tham đắm với cái cảnh lạc thú thần tiên được. Và có đấy là sẽ có những người ở trên đời người ta không, người ta chế ngự được lòng tham, vô nhiễm đối với cái tham đắm đối với vật chất ở trên đời. Thì cái đấy là có do cái công đức của cái sự tu luyện, công đức của sự tu tập, thì cái điều đó là có. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ nhà trên YouTube ạ. Dạ, thưa sư,
khi chưa cho con hỏi trường hợp ác ma hay phi nhân nhập vào người thì lúc đó thức của người đó đi đâu? Thức của phi nhân nhập vào phải nương vào sắc của người đó đúng không ạ? Thì ở cái lúc đấy có những cái người thì cái tâm lý yếu, khi mà bị người khác người ta nhập vào không biết gì nữa. Tâm lý người ta mạnh, khi có cái đối tượng nhập vào thì người ta vẫn tỉnh táo, người ta vẫn biết, nhưng mà người ta bị chi phối, bị điều khiển. Và có những người thì lại chủ động cho người ta điều khiển. Có những người thì cái người đấy sẽ bị nhập rất là nặng. Còn có những người thì không chấp nhận điều đấy, thì người đấy sẽ giữ được cái sự tỉnh táo. Nên là có những người bị phi nhân nhập thì sẽ không không tốt. Nên là mình không nên hướng nghĩ đến điều đó, tránh, luôn luôn tránh, giữ được mình cho nó tự tại. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Mây ạ. Dạ, con thưa sư, ngôi nhà của con đã tồn tại hơn 100 năm, có từ thời ông bà nội. Ông bà mất, ba con và một người bị bệnh nên lần lượt qua đời khi còn trẻ dưới 40 tuổi. Một người khác lấy chồng xa nên không ở đó, con cùng mẹ ở đó, rồi mẹ cũng đi xa. Mẹ con mỗi khi đi xa đều nói nhớ nhà, con bảo sao nhớ nhà, không nhớ người nào đó mà mẹ lại nhớ cái nhà. Rồi mẹ con bị bệnh mất, cũng mất trong ngôi nhà đó. Hơn 6 năm nay nhà đó không còn ai ở. Nhiều năm qua đóng vỏ trống 2 hoặc 3 năm thì các con lại về vài tuần để quét bụi, sửa chữa rồi chúng lại đi. Nhiều người bảo nhà không ai ở thì nên bán đi, nhưng cô con không cho bán. Cô bảo nhà đó là nhà kỷ niệm, dấu tích của ông bà nên cô con muốn chuyển từ đời này sang đời khác để gìn giữ. Từ nhỏ đến lớn, con không dám ở nhà đó một mình vì con có cảm giác bất an do nhà rộng lớn. Bán thì con tiếc và không đành lòng vì có nhiều kỷ niệm với người thân ở đó. Nhưng con cũng lo vì sau con không thể tiếp tục bảo quản căn nhà được nữa. Các con của con chúng không biết gì và chúng chẳng muốn ở nhà đó. Con xin sư chỉ dẫn con nên làm gì và cách nào để không còn luyến tiếc nhà cửa nữa. Con xin chiên sư. Không nên dính mắc, không nên tham ái, không nên chấp thủ vào bất cứ một cái gì, đó là chú xứ nhà cửa hay là người thân gia đình hay là tài sản vật chất hay là danh vọng chức quyền, bất cứ một cái gì, hay là cho đến cả cái thân tâm của mình, không nên chấp trước. Càng xả được cái gì càng an vui tự tại cái đấy. Cái gì mà mình cảm thấy vướng bận thì cảm thấy bất an như vậy, cái nhà đấy mình không hoan hỉ như vậy, bất an như vậy, có những cái hoài nghi như vậy thì nên xả đi càng sớm càng tốt. Cho nên lúc chết mình đâu có mang được cái gì đi đâu, mà cứ vướng bận như vậy nó làm cho mình hay sau này mình hay sinh vào những chúng sinh luẩn quẩn loanh quanh đấy. Mình tham ái ở cái gì là mình hay bị tái sinh quanh quẩn ở cái nơi đó. Mình dứt bỏ được cái tham ái với cái gì thì sẽ có sự tiến hóa cao hơn. Nếu như mà thật sự cái đấy nó không còn tác dụng gì nữa thì buông xả càng sớm càng tốt. Có thể buông xả đi để cho nó bớt vướng bận đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vân ạ. Dạ, thưa sư, ngày nay có nhiều YouTuber đi đến nhiều nơi quay phim những hoàn cảnh người nghèo khổ bệnh tật. Một số khác lấy các video từ nguồn đó, hoặc họ có thể quay cảnh về thế giới động vật, những con vật hung dữ như cọp, sư tử ăn mồi và xé các loài vật khác như ngựa, linh lương, nai lừng để ăn. Trong các video này được đưa lên Facebook, YouTube gợi lên sự xúc động, đau xót, thương tâm cho người xem. Hành động đưa những video thế lên mạng xã hội có nên được khuyến khích, và những người đưa video này có nhận được phước hay kết quả thì không ạ? Con xin chia sẻ. Cái này nó tùy thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người. Những cái người người ta làm cái YouTube đấy, làm cái thước phim ấy, mà người ta có tâm tốt thì nó sẽ tạo ra phước, mà người ta có tâm bất thiện thì sẽ tạo tội. Là khi người ta làm cái gì, người ta nghĩ rằng đưa những cái hoàn cảnh khổ đau này lên để giúp cho họ, cho những người khác người ta thấy thương hại, để người ta sẽ đến giúp đỡ. Đấy là cái, đấy là có tâm từ, tâm bi, cái lòng bi mẫn, và đấy là có phước. Nếu mà đưa cái trường hợp đấy với cái dụng ý như vậy thì có phước. Còn nếu như mình đưa những cái cảnh phản cảm nào đấy lên để chế giễu, để xúc phạm người ta, để phỉ báng bôi nhọ thì cái đấy là có tội, nên nó còn tùy theo cái tâm của cái người làm cái việc đó. Và cả những cái người mà xem những cái cảnh đấy, nếu mà xem cái cảnh đấy mà khởi lên tâm thiện thì đó sẽ có phước, mà xem cái cảnh đấy khởi lên tâm bất thiện thì có tội. Là những cái cảnh các cái loài thú
săn mồi nhau hay là những cảnh chiến tranh tàn khốc đánh nhau ấy. Nhưng mà có những người xem cái cảnh đấy thì người ta thấy là cuộc đời này là biển khổ, chúng sinh này là biển khổ. Giống như là Thái tử Tất Đạt Đa, năm 7 tuổi đi ra cánh đồng nhìn thấy những cái cảnh chết chóc, những loài này cắn xé, ăn nuốt loài kia. Cả thấy cái cảnh tương tàn, tương sát ấy mà khởi lên cái tâm nhàm chán, ni tham với cuộc đời. Ngày lúc đấy Ngài chú vào thiền hơi thở chứng được sơ thiền ấy. Thì đấy cũng là cái cảnh đấy có thể khiến nên người ta khởi lên tâm bất, khởi lên tâm thiện, khởi lên cái tâm thấy cuộc đời là khổ như vậy, người ta ni tha. Nhưng mà cũng có những người xem cái cảnh đấy với một cái tâm thỏa mãn, thích thú. Người ta thấy là con này cắn xé con kia và lại cảm thấy thích thú với cảnh đấy, thấy cái cảnh tàn sát chém giết lẫn nhau và cảm thấy là vui thích sướng mắt, giống như là người được đi xem phim, giống như cái người được đi xem đóng kịch vậy. Người xem những cái cảnh đấy với cái tâm bất thiện như vậy thì những người ấy sẽ tạo ra những nghiệp bất thiện. Thì cái người làm cũng vậy, với dụng ý tốt thì sẽ tạo ra nghiệp thiện, với dụng ý xấu thì tạo ra nghiệp ác. Cái người xem cũng vậy, mà nếu mình xem mà nó khởi lên, mình có cái nhận định đúng thì nó sinh ra tâm thiện. Mình có những cái nhận định, những cái nhìn nhận xấu, bất thiện ở trong đấy thì nó sinh ra nghiệp bất thiện. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, một vị tỳ kheo bị dùng vũ lực ép buộc phải hoàn tục như thời ở Campuchia, thời kỳ Pol Pot. Vậy vị ấy có đứt lưới tỳ kheo không ạ? Nếu bị ép buộc mà vị ấy không khởi lên cái ý xả giới thì không đứt giới. Vị ấy dù bị ép buộc này, cởi cái cà sa ra, mặc quần áo đời vào, vị ấy vẫn không đứt giới, vị ấy vẫn là tỳ kheo. Nhưng chỉ khi nào vị ấy tuyên bố thì vị ấy mới bị đứt giới, chứ vị ấy không tuyên bố thì vị ấy không đứt giới. Khi nào vị ấy mà tuyên bố trước người khác là tôi xả y xả giới thì lúc đấy vị ấy mới đứt. Còn vị ấy mà không tuyên bố thì vị ấy không đứt. Thì cái thứ hai nữa, hoặc là khi nào vị ấy phạm vào một trong các cái tội bất cộng trụ, như là khi bị ép rồi vị ấy về, vị ấy phạm vào cái giới giết người này, giới hành dâm, giới trộm cắp, hay là giới nói khoác nói dối về những pháp thượng nhân, phạm vào một trong bốn tội ba la di bất cộng trụ ấy thì đứt giới. Hoặc là vị ấy tuyên bố là vị ấy xả giới thì vị ấy mới đứt giới. Còn vị ấy có thay đổi cái y áo ra, nó không đứt giới, mặc cái y này y khác nó không đứt. Nên nó còn tùy theo cái vị nào có vị đứt, có vị không đứt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả trên YouTube ạ. Dạ, thưa sư, một người khi chết họ tái sinh ngay lập tức theo các nghiệp được tạo ra bằng tư tưởng, hành động. Vậy ý nghĩ trước lúc lâm chung quyết định tới cảnh đới tái sinh có phải không ạ? Cái trước lúc cận tử, trước cái tâm tử khởi lên thì nó sẽ có một cái cảnh, nó xuất hiện một cái cảnh gọi là nghiệp, nghiệp tướng hoặc thú tướng ấy. Những cái cảnh mà cái lúc ấy là ở trong sâu thẳm, ở trong nội tâm tự nhiên xuất hiện một cái hình ảnh mà mình đã từng làm ở trong ở gần hoặc là xa, ở trong cái đời sống hiện tại này mình đã từng làm một việc thiện hay một việc bất thiện, thì tự động cái lúc đấy được gọi là cái nghiệp ấy nó khởi lên ở trong ý thức của mình, và vị ấy sẽ đi theo cái cảnh ấy, đi theo cái nghiệp ấy, đấy gọi là nghiệp tướng, nghiệp nghiệp tướng và thú tướng, ba cảnh ấy nó khởi lên. Rồi sau đó vị đó cái tâm tử nó khởi lên vì nó chìm vào hữu phần, rồi cái tâm tục sinh nó bắt vào cái cảnh đấy và đi tái sinh sang một cái kiếp mới. Vị ấy có thể hóa sinh có chư thiên hoặc ngã quỷ địa ngục, hay vị ấy có thể thai sinh, đầu thai làm người hoặc làm súc sinh, tùy theo cái nghiệp đấy là nghiệp thiện hay nghiệp ác thì vị ấy sẽ sinh về cõi lành hay là cái cõi khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, con thưa sư, con có đọc trong Mi Tiên Vấn Đáp phần đầu ngoại thuyết có đề cập rằng Đức Thế Tôn đã tiên tri của gặp gỡ giữa vua Milanda và Đại Đức Na Tiên. Vậy điều này có thật không ạ? Này, có thể là được truyền thuyết ở trong dân gian hoặc là ở trong chú giải. Chứ còn ở trong chánh kinh thì sư không thấy, mà cũng không thấy có vị nào nói. Nên ở trong một bài kinh nào mà Đức Phật nói vậy. Vậy thì có, nếu như cái điều đó mà có thì có thể là được truyền ở trong dân gian hoặc là ở trong chú giải.
Mà những chú giải ấy ở Việt Nam thì chưa đầy đủ nên cái điều đó sư không biết. Dạ, con thưa sư, con đọc câu hỏi từ hành giả Ninh Thư ạ. Dạ, bạch sư, hôm trước con mới nghe thầy giảng bài kinh Kita Ghili về ăn phi thời. Con muốn hỏi rằng nếu trong trường hợp đang là người ốm, người bệnh cần ăn uống thuốc lùng theo lịch, không giữ được giới này thì có được không ạ? Mình cái giới không ăn phi thời đấy là khi mình phát nguyện thọ trì bát quan trai giới. Nếu là một tu nữ thì giới giữ suốt đời sa di, giữ giới suốt đời, một người xuất gia thì giữ giới suốt đời, thì chỉ được ăn những cái được cho phép như là mật ong, dầu mè, bơ nỏng, bơ đặc, cái là nước đường, nước trái cây, bột sắn, những cái có thể dùng rồi sau đó uống thuốc. Còn với người cư sĩ tại gia thì ngày nào mình thọ bát quan trai giới mới cần giữ cái giới không ăn phi thời đấy. Và mình có thể xả cái giới đấy để cái ngày hôm đấy mình cần phải ăn thì mình có thể xả bát quan trai giới và thọ lại năm giới, giữ năm giới thôi thì ăn thoải mái. Còn nếu như hôm đấy mình vẫn muốn giữ cái giới bát quan trai và trong đó có giới không ăn phi thời ấy thì sẽ dùng được những cái thực phẩm khác, không phải là những cái thức ăn chính, mà đó là mình ăn những cái thức ăn mà trong luật quy định ấy, như là bơ nỏng, bơ đặc, dầu mè, mật ong, đường và trái cây. Đấy là những thứ mình có thể dùng để uống thuốc. Đức Phật cho những người xuất gia là được dùng những cái thứ đấy vì những người ốm, người bệnh cần phải dùng để cho qua cơn bệnh hoặc là dùng để uống thuốc. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Diệu Hoàng ạ. Dạ, thưa sư, một vị tỳ kheo có được xem bói cho các cư sĩ không ạ? Xem bói là một cái tà pháp không được phép, không được xem. Trong thời Đức Phật đã cảnh cáo cái này, có nhiều bài kinh Đức Phật đã cảnh cáo là những vị nào mà xem bói hay xem tướng tốt xấu, hay là xem ngày giờ tốt xấu, họa tốt cát hung, hay là xem phong thủy, xem địa lý, đấy là sẽ là cái người đấy là sẽ hành theo theo tà pháp ấy, không hành theo chúng chánh đạo, đấy là đúng theo pháp. Nếu các sư nguyên thủy tuyệt đối không được xem mấy cái đó, xem mấy cái đấy rồi mai mốt thì sẽ bị đắm nhiễm vào những cái đấy và mình sẽ không làm đúng phận sự của mình. Nó học kinh luật luận và hành trì giới định tuệ, điều đấy nó sinh ra mê lầm, sinh ra mê tín tà kiến, điều đó không được phép. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một Phật tử ở Hồ Chí Minh ạ. Có hỏi là tháng nào ở Thái Bình trời sẽ không nóng, không mưa nhiều, không lạnh, vì con ở gần Hồ Chí Minh nên không biết. Về chỗ ở nên cho cư sĩ thì đến chùa ở 2-3 người ở cùng một phòng, nhà vệ sinh thì có ở gần cùng đấy không để biết ạ. Tháng mát mẻ nhất thì tháng 8, tháng 9, tháng 10. 3 tháng đấy là cái tháng dễ chịu nhất. Tức là vào mùa thu là cái mùa mát mẻ nhất, ít mưa, ít nắng. Và có nhiều cốc, có những cái cốc thì là riêng biệt. Là đa số là hành giả đến chùa Phúc Minh hành thiền là phải ở độc cư, mỗi người một cái cốc riêng, vì ở chung là nói chuyện với nhau, nói chuyện rồi tâm động không hành thiền được. Vì vậy nên là xác định hành thiền là phải tập sống độc cư đi, xong mỗi người một phòng riêng, một cái thất riêng, thì có những cái thất thì có khép kín, ở trong có những cái thất thì vệ sinh bên ngoài, nhưng không xa gần. Nên muốn hành thiền thì nên chủ động cái tâm lý là sống một mình, không nói chuyện, im lặng thánh thiện suốt ngày đêm. Và hành thiền miên mật thì phải thực hành như vậy thì mới thành tựu được. Dạ, con thính như thư đã hết tất cả các câu hỏi ạ. Chúng mơ hồi hướng. Idam e punyam asawakhazam Bahamoto idame punyam nibbanasa vachazo hotu mama punya bhagam sabbasathanam pachemi te sabbe medamam punya bhagam
Na-pa-ndu sa-du sa-du sa-du.